Mặt trời bắt đầu lặn và Rambo đang trên đường về nhà. Tuyệt vời! Rambo, trông cậu có vẻ đang vui quá. Chào, cậu khỏe không? Wow, chúng trông ngon quá. Cậu có thể cho tớ biết cậu lấy chúng ở đâu không? Từ ngọn núi đó, đằng kia. Babu, vậy ngày mai chúng ta đi cùng nhau nhé. Được thôi. Tuyệt. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào sáng mai, được chứ? Chắc chắn rồi. Tớ về nhà đây. Hẹn gặp lại cậu ngày mai. Hẹn gặp lại. Ồ, hôm nay mình sẽ hái lê với Babu. Nhưng mà mình mệt quá, ngủ thêm một chút nữa thôi. Ôi không, ôi không, đời nào, mình rất muộn rồi. Babu, Rambo, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cậu muộn quá rồi. Xin lỗi Babu, tại tớ ngủ quên mất. Vậy mình đi nha. Không đời nào, cậu bảo sáng mà. Bây giờ trưa rồi. Babu, đừng giận mà. Đâu có gì to tát đâu. Thật thô lỗ. Tạm biệt. Babu, nghe tớ giải thích đi. Mình chỉ đến muộn một chút thôi mà. Tại sao cậu ấy lại tức giận như vậy? Ngày xưa, có một chú sóc tìm thấy. Chào Warren, cậu đang làm gì vậy? Chào Ron. Tớ đang thực hành cho một câu lạc bộ kể chuyện tại nhà của Violet. Thật sao? Nên là tớ đang kể chuyện. Tớ đi với, cho tớ đi với. Warren, cho tớ đi với, làm ơn. Được rồi, vậy ăn trưa xong gặp nhau đây nha, được không? Ồ, được. Tớ sẽ gặp cậu sớm. Rambo, không phải nhà cậu ở phía đó sao? Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Tạm biệt. Mình no quá. Bây giờ mình có thể gặp Warren. Chào bướm bướm. Này Rambo, lấy giùm tớ chiếc máy bay giấy đi. Được. Cậu ấy hẹn mà đâu mất tiêu rồi. Ram, muốn chơi với tớ không? Có chứ. Ồ, không, tớ không thể. Warren đang đợi tớ. Nhưng mình thật sự muốn thử chiếc máy bay đó. Có thể trễ vài phút cũng không sao. Tiki, cho tớ tham gia với. Tất nhiên cậu có thể rồi. Ngày xưa, có một con sóc. Người đã tìm thấy quả tùng lớn nhất. Rambo, cậu đang ở đâu? Tiki, xem nè. Rambo, nghiêm túc chứ. Nhanh lên nào. Trời sẽ tối trong ít phút nữa. Gần tối rồi. Tiki, tớ phải đi đây. Hẹn gặp lại cậu. Warren, cậu ấy tới rồi. Cậu đây rồi. Đi nào. Tớ hy vọng ta không bỏ lỡ. Tuyệt quá. Đã xong rồi hả? Nó xong rồi. Sao cậu đến muộn vậy? Câu chuyện trái tùng của tớ, Warren, Rambo, tất cả là lỗi của cậu. Chúng ta không còn là bạn nữa. Tớ xin lỗi. Tớ nghĩ rằng chúng ta có thể đến đó ngay cả khi chúng ta đến muộn. Warren, đừng giận tớ nữa. Tớ biết rồi. Tớ sẽ chỉ cho cậu trò này. Warren, cậu sẽ tha thứ cho tớ nếu cậu nhìn trò này chứ. Tớ đang thắt nút và giữ nó. Rồi tớ thổi. Rồi sau đó. Giờ rồi chuyện gì xảy ra?
rồi nó biến mất. Rambo, nó thật tuyệt, cậu giống như một nhà ảo thuật gia vậy. Tớ biết rất nhiều trò đó. Này Ram, tớ có một ý tưởng, cậu làm một màn ảo thuật rồi mọi người đi xem thì sao? Ý kiến hay đó. Tớ sẽ đi nói với mọi người. Tớ cũng sẽ đi. Sáng mai Rambo sẽ biểu diễn ảo thuật. Rambo, màn ảo thuật ngày mai. Nói gì cơ? Warren, sáng mai tớ sẽ biểu diễn ảo thuật. Cậu được mời. Violet, Violet, cậu được mời đến buổi biểu diễn ảo thuật của tớ. Tớ hy vọng tất cả các cậu có thể đến. Tớ đã thấy trò ảo thuật của cậu ấy. Nó thật sự tuyệt. Thật sao? Vậy tớ sẽ tới. Tớ không đi đâu. Nhưng tại sao? Tớ cũng không đi. Sao vậy? Tại sao các cậu không muốn đến? Bởi vì cậu đến muộn. Cậu thậm chí sẽ bị muộn vào ngày mai. Thật khó chịu. Đúng rồi. Thôi thì tớ cũng không đi. Làm ơn đến đi. Ngày mai tớ hứa sẽ đúng giờ mà. Tớ nghĩ chúng ta nên cho cậu ấy một cơ hội. Được chứ? Phải, làm ơn. Một cơ hội nữa thôi. Này các cậu, đến đi mà. Anh sẽ tới. Đó là cơ hội cuối cùng của cậu. Vậy chắc tôi cũng sẽ đến. Ngày hôm sau. Rambo, chúng ta sắp trễ rồi đó. Đợi một chút, em gần xong rồi. Em đây. Khoan đã, em quên hòn đá của mình. Rambo, nếu em trễ nữa thì mấy bạn không tha thứ cho em nữa đâu đó. Đi thôi, em tới đây. Dây thừng. Rambo, đi nào. Một giây nữa thôi. Em quên ăn sáng. Em chắc chắn mấy bạn sẽ thích nó. Em nên hy vọng rằng họ vẫn đang đợi em trai à. Chào buổi sáng, Ray à. Rambo. Tiki, đợi đã. Tớ dậy đây. Nhưng buổi biểu diễn của tớ sắp bắt đầu. Lần sau đi. Cậu đã hứa rồi mà. Nhưng cậu lại trễ thêm lần nữa. Babu, cậu đã thất hứa. Violet. Rambo, tớ tức giận lắm. Nhưng Pig. Raya, anh đã nói rồi mà. Nhưng anh à. Rambo, nhớ lần trước Tiki có mời qua chúng ta không? Chúng ta chờ mãi đó. Bụng chúng ta tréo ầm ĩ. Cô ấy đã không xuất hiện. Cô ấy đã quên. Nhưng em đã nói với cô ấy. Tiki, sao cậu đến muộn quá vậy? Cậu đã hứa sẽ cho tất cả chúng tớ chuối của cậu. Và vì thế em hiểu rồi. Sau đó em đã tức giận. Được rồi, em sẽ không bao giờ đến muộn nữa, anh trai. Rambo, wow, sao con dậy sớm vậy? Chào mẹ buổi sáng. Bởi vì hôm nay ở trường, chúng con có một chuyến đi chơi. Con không muốn bị trễ. Tạm biệt mẹ. Tạm biệt con trai, cẩn thận nha. Rambo đâu rồi? Muộn như thường lệ. Thật là kỳ lạ. Mẹ nói rằng hôm nay em ấy đã rời nhà rất sớm. Nhưng tớ không nhìn thấy em ấy. Rõ ràng là cậu ấy đến muộn. Bây giờ chúng ta phải chờ đợi. Cậu ấy lại đến muộn. Bây giờ phải chờ đợi cô ấy nữa. Nó thật sự rất rất vui ạ. Rambo, cậu ấy đã ở cùng với thầy Mark. Sáng nay Rambo là người đầu tiên ở đây. Tớ không thấy đâu đây. Bạn nhỏ này giúp thầy thu xếp một ít việc. Ồ đúng rồi. Vậy là cậu ở đó hả? Các cậu, tớ xin lỗi. Gần đây tớ thường xuyên đến muộn. Xin lỗi nha. Vậy cố đừng vậy nữa nha. Tớ hứa tớ sẽ không bao giờ đến muộn nữa. Không bao giờ lặp lại. Được rồi các con, hãy xếp hàng. Tới giờ cho chuyến đi chơi nhỏ của chúng ta rồi. Chào mọi người. Đến muộn là một thói quen rất xấu. Vì vậy các cậu hãy nhớ là luôn đúng giờ nhé. Hẹn gặp lại. Tạm biệt.